án về cho Tòa án Nhân dân huyện Quỳnh Sơn giải quyết lại theo thủ tục chung. Kháng nghị này đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp nhận trong phiên xét xử phúc thẩm được mở vào ngày 10 tháng 6 năm 2014. Quảng Ngãi là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, thuộc hành lang kinh tế Đông Tây, với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Những năm qua, 50 điểm, 14.500 cơ sở sản xuất công nghiệp, 18 chi nhánh ngân hàng thương mại cấp huyện, 14 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn cấp huyện. Số loại.